tôi có tình cờ xem được một đoạn phỏng vấn Bích Thùy của VFF và thấy được những giọt nước mắt của Thùy khi mà Thùy nói về người cha đã mất. Có nhiều điều mà tôi muốn hiểu rõ hơn về cô bé này và ngay lập tức tôi đã tìm cách liên lạc. Tôi không có số điện thoại của Thùy, cũng không phải là bạn bè của Thùy trên Friendlist và cũng phải nhờ Tuyết Dung kết nối thì tôi mới gặp được Thùy và đưa ra lời đề nghị. Những cái hình ảnh đầu tiên mà tôi chứng kiến về Thùy, nó lại là hình ảnh mà Thùy mang quả bóng đồng của mình và đặt lên bàn thờ của ba. Chia sẻ với tôi thì Thùy có nói rằng ba là một người cực kỳ quan trọng đối với Thùy, bởi vì trong khi cả nhà không ai cổ vũ, ủng hộ Thùy đi đá bóng thì ba chính là người đã mở đường cho Thùy và thuyết phục mẹ Thùy để cho Thùy đi đá bóng. Cái ước mơ của ba là Thùy được khoác áo đội tuyển quốc gia, thì lần đầu tiên Thùy khoác áo đội tuyển quốc gia thì ba mất. Và điều mà Thùy day dứt nhất đó là khi ba bệnh nặng và mất thì Thùy không có mặt ở nhà. Và đó là điều mà Thùy luôn luôn cảm thấy day dứt và cắn rứt bản thân mình. Những cô gái đá bóng này rồi sẽ ra sao? Họ sẽ có cuộc sống như thế nào? Chúng ta biết rằng cuộc sống bóng đá thì quá lam lũ, quá vất vả. Một vấn đề khó nói với đội tuyển, với nữ tuyển thủ chúng ta, đó là gia đình, con cái. Và đó là vấn đề mà cứ mỗi lần nhắc đến Thùy là cô lại rơi nước mắt. Và cô cũng đã đặt ra câu hỏi này cho Thùy trong chính chương trình Phương Nam Show. Rất may là Thùy cũng đã có câu trả lời một cách tự tin, một cách đầy bản lĩnh. Mẹ cứ yên tâm, con đã lớn và tự biết lo cho mình. Qua câu chuyện của Phương Nam Show với Bích Thùy thì mọi người sẽ lắng nghe được những tâm sự của các nữ tuyển thủ của chúng ta. Họ đã trải qua một chặng đường dài như thế nào để có được thành công ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của những người xung quanh các nữ tuyển thủ để họ cảm nhận được cuộc sống của nữ tuyển thủ khó khăn như thế nào. Ngay cả bây giờ rất thành công nhưng vẫn đầy những sự lo âu. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải đến tận nơi, phải nhìn thấy những gì xung quanh họ, lắng nghe những người thân xung quanh họ chia sẻ thì chúng ta mới cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt. Và đó là điều mà Phương Nam Show muốn truyền tải tới quý vị và các bạn. Và các bạn hãy đón xem chương trình Phương Nam Show cùng với Bích Thùy vào lúc 12 giờ ngày Chủ nhật 27 tháng 2 trên kênh On Sport News.